Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết chúng ta vừa đại phát biểu vừa đang dùng sức vừa thì vẫn để chúng con. Chúng ta có mặt nơi trí tuệ của Phật không có lần tiếp thì sao chúng con từ xưa đến nay thì là Phật tử mà chỉ ở nơi phát biểu vừa biểu chúng con có tâm mang lại vừa mời mà vì chúng con. Con mình cô giáo.
nguyện. Oh.
Thank you.
Yeah.